Xin chào các bạn Thì cũng đã vài tiếng đồng hồ trôi qua sau khi mà chúng ta nhận được cái thông tin là Tổng thống Trump sẽ không tiếp tục đàm phán với đảng Dân Chủ về cái gói hỗ trợ Thì ngay sau đó chúng ta thấy được là thị trường tài chính đã đi xuống rất là mạnh, chứng khoán Hoa Kỳ đã đi xuống Sau đó chúng ta thấy được là vàng và Bitcoin cũng đi xuống theo Thì cũng đã vài tiếng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2020 và là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ thì tôi muốn làm cái video này để mà chia sẻ thêm một số những thông tin mới nhất Tại vì chúng ta lại nhận thêm một số những cái tweet được chia sẻ bởi tổng thống Donald Trump và chúng ta cũng thấy được là có một số những thông tin được chia sẻ liên quan tới thị trường tài chính cũng như là thị trường crypto và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào thị trường của chứng khoán các bạn thấy được là những cái futures nghĩa là những cái hợp đồng tương lai bây giờ có thể nói là không rõ phương hướng các bạn thấy được là Dow futures, S&P futures và Nasdaq futures hầu như là đi hàng ngang chúng ta thấy được là lên xuống 0,01, 0,04 và thậm chí là Nasdaq Future là không có sự di chuyển Thì rất rõ ràng là bây giờ là những thị trường còn đang rất là quang mang Họ đang rất là lúng túng, không biết được là tình hình kế tiếp sẽ ra sao Tại vì đây là một cái thông tin rất là bất ngờ Chúng ta nhìn vào những cái thị trường khác như là vàng đi Chúng ta nhìn vào vàng thì chỉ số vàng ở trên CBC cho bạn thấy được lại đi xuống 1,21% Bây giờ ở cái mức là 1885 đô cho một ounce vàng còn chúng ta nhìn vào Bitcoin thì các bạn thấy được là sau khi mà đi xuống mạnh Các bạn thấy được là cái tay khoảng chừng là 5-6 tiếng đồng hồ Sau khi mà đi xuống mạnh thì chúng ta cũng thấy là Bitcoin cũng ngưng đi xuống Bây giờ cũng đã hồi phục lại một phần Thì có thể là cái lý do tại sao là tại vì các bạn thấy được là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ bây giờ Thị trường Futures thì vẫn đang suy nghĩ coi coi là bước kế tiếp như thế nào Cho nên bây giờ là hầu như không có ai có thể là biết được nhưng mà sẽ ra sao và các trader rất rõ ràng là các bạn thấy được là tiếp tục chờ đợi coi tình hình như thế nào đây cũng có thể lý do tại sao mà chúng ta thấy là bitcoin không tiếp tục đi xuống tại bây giờ thì các thị trường rất là gắn liền với nhau các bạn thấy được là cái thông tin nhất là thông tin liên quan đến cái gói hỗ trợ thì có sức ảnh hưởng rất là lớn tại vì sao tại vì các bạn thấy được là cái gói hỗ trợ vẫn là một trong những cái trọng tâm của sự hồi phục của thị trường của hoa kỳ của nền kinh tế ngay cả hồi sáng này các bạn thấy được là hồi sáng này khi mà chúng ta nghe cái cuộc phỏng vấn của cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ, chủ tịch Jerome Powell với lại cái hiệp hội kinh tế của Hoa Kỳ, thì ngay cả chủ tịch Jerome Powell cũng đã nói là những gì mà cục dự trữ liên bang có thể làm được là rất hạn chế. Chúng ta nói tới là chiến lược tiền tệ, chiến lược lãi suất, nhưng mà điều đó không có đủ. Muốn thị trường hồi phục lại, thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ đến từ chính phủ liên bang, có nghĩa là cần phải có một cái gói hỗ trợ. Cho nên thị trường trong vòng mấy ngày qua thì cũng lạc quan hơn tại vì chúng ta thấy được là tổng thống Trump ngay cả khi mà ông ta còn ở bệnh viện Walter Reed có nghĩa là cái khoảng chừng là 3 ngày thì tổng thống Trump vẫn thuyết là cần phải có một cái gói hỗ trợ nhưng mà bây giờ lại ngược lại hoàn toàn một điều hoàn toàn bất ngờ đối với thị trường cho nên các bạn thấy được thị trường rất là hoang mang hiện bây giờ và không có gói hỗ trợ có nghĩa là nền kinh tế có thể gặp nhiều khó khăn và đương nhiên nếu như nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thì mọi người sẽ không tin tưởng vào thị trường chứng khoán trong thời gian này họ sẽ rút tiền ra và thậm chí không những là chứng khoán họ sẽ rút tiền ra từ những cái mảng đầu tư khác để mà lưu trữ tiền mặt nếu như mà họ lo ngại là chúng ta sẽ gặp một rắc rối lớn trong thị trường tài chính trong nền kinh tế có thể dẫn đến là nhiều người thất nghiệp hơn thì người ta sẽ lo thủ và không muốn đầu tư mạo hiểm và đương nhiên nhiều người cho bitcoin là một mảng đầu tư mạo hiểm và thậm chí bây giờ ngay cả vàng các bạn thấy được cũng đã đi xuống tại vì nhiều người thì muốn lưu trữ tiền mặt để cho họ có tiền mặt suy sở lỡ như mà có một vấn đề nào đó xảy ra với nền kinh tế tại vì bây giờ đã không có gói hỗ trợ dựa theo cái thuyết của tổng thống Donald Trump hồi sáng này nhưng mà bây giờ lại có thêm một số những cái thông tin khác làm cho nhiều người cũng khá khó hiểu thì thầy chia sẻ thêm một lát nữa thì chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung các bạn thấy được là bây giờ cũng là một màu đỏ các bạn thấy là tất cả đều đi theo xu hướng của BTC và Bitcoin thì xuống 1,56% nhưng mà những cái khoan khác thì đi xuống phần trăm nhiều hơn các bạn thấy được là Ethereum thì xuống 4,4% XRP xuống hơn 5% và nhiều đồng khác thì cũng tương tự các bạn thấy được là trong những đồng lớn thì hầu như chỉ có đồng EOS bây giờ là có cái sự tăng trưởng mà thôi còn lại thì đều đi xuống cùng với lại BTC và trong cái trường hợp mà Bitcoin đi xuống thì các bạn thấy được là altcoin sẽ đi xuống mạnh hơn đây là một điều cũng rất là bình thường chúng ta cũng nhìn thấy rất là nhiều lần nhưng mà các bạn thấy được là trong trường hợp này thì cái phần trăm vốn hóa của BTC sẽ có cái sự tăng trưởng tại vì một số tiền khi mà người ta bán altcoin sẽ dồn ngược trở về bitcoin và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin mới nhất những cái thông tin được chia sẻ bởi tổng thống donald trump trong vòng hai ba tiếng đồng hồ vừa qua mà gây ra nhiều cái sự coi như là khó hiểu và chúng ta cũng nói tới một số những thông tin liên quan tới sự crypto nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những điều gì được nói tới thì các bạn thấy là tuy là tổng thống đã chia sẻ đó chính là tổng thống sẽ không tiếp tục đàm phán về đảng dân chủ về gói hỗ trợ nhưng mà bây giờ là nhiều nhà phân tích thì vẫn nghĩ là không biết tin tức này có thực sự là gì hay là không không biết là tổng thống có thực sự là muốn nhưng không đàm phán hay là đây chỉ là một cái chiến lược trong cái việc đàm phán của tổng thống khi mà nói ngưng đàm phán giống như là các bạn đi mua xe mà các bạn nói bây giờ không mua nữa đi về để cho cái người bán xe có thể là sợ các bạn bỏ cuộc không mua nữa và họ có thể là giảm giá xuống đi bán các bạn cái chiếc xe với cái giá tốt hơn thì có phải là tổng thống Trump cũng sử dụng những chiến lược tương tự nói là không đàm phán nữa để cho đảng Dân Chủ có thể là tẩy cái số tiền mà gói hỗ trợ từ 2, mấy nghìn tỷ xuống còn 1,6 nghìn tỷ như là tổng thống muốn hay là không chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà nhiều người bây giờ vẫn chưa có hiểu rõ được là cái ý tổng thống là muốn gì tại vì sao tại vì chúng ta được là tổng thống lại đưa thêm một số những cái thuyết mà chúng ta sẽ nói tới hai cái thuyết trong cái video này nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về những cái thuyết này thì những bạn nào mà chưa theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái link của Facebook, Twitter, Telegram để nhận được thông những thông tin mới nhất. Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái tweet được chia sẻ với tổng thống. Thì trước hết cho bạn thấy được những cái tweet này rất là mới Đây là cái tweet được chia sẻ hồi 7 giờ 18 phút Có nghĩa là cái tiền một tiếng đồng hồ Bây giờ là khoảng 8 giờ 19 phút ở Hoa Kỳ Thì các bạn thấy được là tổng thống nói những gì Trong cái tweet này tổng thống nói là tổng thống sẽ ký Đã sẵn sàng và sẽ ký một cái gói hỗ trợ Nhưng mà cái hỗ trợ này chỉ có một mục duy nhất Đó chính là 1.200 đô gửi tới cho người dân của Hoa Kỳ Ngoài điều này ra sẽ không có bất cứ một cái gì đó trong cái hỗ trợ này hết và Tổng thống chủ yếu trong bài thuyết này nói là Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, có nghe ông nói gì hay là không? Đã chuẩn bị hay chưa? Có chấp nhận hay không? Thì các bạn thấy được là 1.200 đô này là một trong những cái điều mà hầu như là cả ba bên Bên Dân Chủ, Cộng Hòa và cả Nhà Trắng đều không có vấn đề gì Có nghĩa là cả ba bên đều đồng ý là 1.200 đô này Nên có trong cái mục gói hỗ trợ và nên gửi tới cho người dân Nhưng mà vì một lý do nào đó trong vòng mấy tháng qua Các bạn thấy đã có một số lần Nhà trắng cũng như Đại Đảng Cộng Hòa đề nghị là nên tách cái gói hỗ trợ ra làm nhiều phần để có thể là thông qua những phần nào mà đã được đồng ý bởi tất cả mọi bên. Nhưng mà vì một lý do nào đó, Đại Dân Chủ không chấp nhận. Bây giờ thì Tổng thống Trump muốn là gửi 1.200 đô đến và trong cái gói hỗ trợ này chỉ có một mục duy nhất là 1.200 đô mà thôi. Thì chúng ta không biết được bà Nancy Pelosi sẽ suy nghĩ như thế nào. Bây giờ thì đây là một trong những điều mà Tổng thống muốn. Kế tiếp nữa các bạn thấy được là tổng thống lại đưa thêm một cái thuyết nữa hồi lúc 6 giờ 54 tối như là cách đây khoảng chừng là 1 tiếng 30 phút. Thì trong cái thuyết này đã nói những gì? Trong cái thuyết này ông ta nói tới hai điều. Điều đầu tiên hết đó chính là tổng thống muốn ngay lập tức chấp nhận một cái gói hỗ trợ cho hãng hàng không để mà giúp đỡ những hãng hàng không qua khỏi cái thời kỳ này. Tại vì những hàng không thì lại nói là nếu như mà cứ tiếp tục thì họ lại phải cho một số lượng nhân viên lớn tạm nghỉ việc để mà ăn tiền trợ cấp thất nghiệp thì các bạn thấy được là họ nói họ cần là 25 tỷ đô la để có thể làm mướn nhân viên trở lại đi làm như là bình thường thì đây là một trong những điều mà ngay cả là Nancy Pelosi chủ tịch Hạ viện cũng nói là sẽ giúp đỡ họ bây giờ tổng thống nói là đã chuẩn bị sẵn sàng để mà ký 25 tỷ này và cộng thêm nữa là tổng thống lại muốn ký 135 tỷ để gửi đến cho những cái doanh nghiệp nhỏ thông qua cái chương trình Paycheck Protection Program thì đây là một cái chương trình mà cần cái số tiền để cho những cái doanh nghiệp nhỏ có thể có cái số tiền cần thiết để mà tiếp tục chống chọi trong cái tình hình mà làm ăn không tốt ở thời điểm hiện tại thì bây giờ các bạn thấy được là lại có thêm hai cái thuyết này của tổng thống và cái số tiền mà gửi đến cho những doanh nghiệp nhỏ thì tổng thống nói là lấy trong cái số tiền còn lại của ke sát nghĩa là cái gói hỗ trợ mà được thông qua lần đầu tiên bản thân thường thì cũng không rõ là trong đó thực sự là có còn cái số như là tổng thống nói hay là không Tại vì khi mình thấy được là 135 tỷ này cộng với lại 25 tỷ cho hàng không là chúng ta thấy lên tới 160 tỷ. Thì bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ là Nancy Pelosi sẽ nghĩ như thế nào. Chủ tịch Hạ viện có đồng ý để mà ký những cái gói hỗ trợ riêng lẻ này với tổng thống hay là không. Thì ở thời điểm hiện tại thường cảm thấy là tổng thống hình như là đưa ra một cái chiến lược là sẽ ngừng không tiếp tục đàm phán cái gói hỗ trợ lớn mà được nói tới trong những mấy tháng qua mà tổng thống bây giờ lại nói là sẽ muốn ký những cái hỗ trợ riêng lẻ như là trước đây đã đề nghị với đảng dân chủ nhưng mà tổng thống bây giờ đã hành động bằng cách là không tiếp tục đàm phán coi như là ép đảng dân chủ phải ký những cái hỗ trợ riêng lẻ này thì đây là những thông tin mới nhất mình được thu thập được và thị trường bây giờ các bạn thấy là rất là khó hiểu và rất là bất ngờ hết bất ngờ này tới bất ngờ kia cho nên thị trường bây giờ là không có xu hướng không biết rõ là không có hỗ trợ thì tất cả đều đi xuống nhưng bây giờ thì tổng thống này nói là có thể là ký những cái gói hỗ trợ riêng lẻ này với cái số tiền nhỏ hơn thì thị trường không biết sẽ phản ứng như thế nào bây giờ các bạn thấy là thị trường futures của Hoa Kỳ thì là đi hàng ngang và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin liên quan tới thị trường crypto thì tôi muốn chia sẻ một cái thuyết với các bạn đây là cái thuyết được chia sẻ bởi Trish Manesky. thì các bạn thấy là có một số bạn thì nghĩ là có thể là cái bong bóng tăng trưởng kỳ này đã vỡ nhưng mà nếu như nói là chúng ta đang nằm trong cái bong bóng mà đang bị vỡ thì cũng không đúng chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này Cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là năm 2017 thì cái bong bóng khi mà hình thành và vỡ thì rất là dễ nhận ra và các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng trong cái thời kỳ mà có một bong bóng thì cái sự tăng trưởng đó là tăng trưởng rất là mạnh chứ không giống như là chúng ta mới vừa trải qua từ đầu năm cho tới bây giờ hay là thậm chí năm 2019 các bạn thấy được là để hình thành một bong bóng chúng ta phải có được một cái tình hình gọi là blow up top có nghĩa là trong thời gian rất là ngắn giá cả tăng lên cực kỳ nhanh có thể nói là gấp đôi trong thời gian chỉ có là không tới hai ba tuần như là các bạn thấy được là từ 10 000 đến 20 000 đô là thường nhớ chỉ trong vòng có 16 ngày mà thôi thì đó là một cái dấu hiệu của bong bóng tại vì tăng trưởng cực kỳ nhanh uh, trong thời gian cực kỳ ngắn rồi sau đó là cái thời kỳ kết thúc chúng ta vẫn chưa có chứng kiến cái thời kỳ mà trong vòng chỉ có 10 ngày hay là mười mấy ngày mà giá cả có thể là gấp đôi cho nên thời điểm bây giờ đối với chúng ta vẫn tiếp tục trong cái thời kỳ mà tăng trưởng chúng ta đã trải qua mùa đông crypto nhưng mà cái thời kỳ tăng trưởng mạnh vẫn chưa tới, vẫn còn ở phía sau đuôi, chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thùng vẫn có lòng tin, đây là sự thật. À, kế tiếp thùng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là không có gì thay đổi hết. Khi mà chúng ta nhìn vào những gì mà chúng ta nghĩ trước đây có thể làm cho Bitcoin có thể tăng lên cái giá như là 100.000, 200.000, thậm chí là một triệu như là nhiều người nói. Tại vì sao? Tại vì không gì thay đổi hết Mình thấy được là về mặt căn bản Thì Bitcoin những cái gì liên quan đến là mạng lưới thì vẫn tiếp tục tăng trưởng Các bạn thấy được là cái số lượng người sử dụng vẫn tiếp tục tăng trưởng Hash rate nghĩa là tốc độ đào vẫn tiếp tục tăng trưởng Không gì gọi là thay đổi hết Ngay cả các bạn thấy được là những cái yếu tố dẫn đến sự tăng trưởng của BTC Cũng vẫn còn đó và thậm chí có thể là còn mạnh hơn sau này Như là Fed, Cục Dịch Liên bang của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục in tiền và sẽ tiếp tục lạm phát sẽ dẫn đến những loại tài sản đều sẽ tăng giá sau này và Bitcoin thì vẫn tiếp tục đi theo cái xu hướng là đi về cái xu hướng 100.000 đô cho một đồng Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái xu hướng của mô hình Stock to Flow không có gì gọi là thay đổi hết và trong khi ngắn hạn thì đương nhiên là bị ảnh hưởng bởi một số những yếu tố ngắn hạn như là à, liên quan đến là bầu cử tổng thống, liên quan đến có hỗ trợ nhưng mà những yếu tố mà ảnh hưởng tới giá BTC dài hạn thì vẫn tiếp tục còn ở đó không có gì thay đổi hết và ngoại trừ những điều này ra thì có một số những thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn như là liên quan đến cái ví MetaMask thì các bạn đã biết là cái ví MetaMask là cái ví mà được nhiều người sử dụng uh, nhất là thời gian gần đây tại vì sao? tại vì có những cái phong trào DeFi và DeFi hay là Yield Farming thì ở trên mạng lưới của Ethereum cho nên rất nhiều người đã sử dụng ví MetaMask và cái số lượng người dùng đã lên tới một triệu người cái con số rất là cao và tôi cũng muốn dành thêm mỗi thời gian để mà chia sẻ về uh, tình hình của DeFi thì có rất nhiều bạn lo lắng tại vì rất nhiều đồng của DeFi đã đi xuống rất là mạnh thì điều này cũng không có gì gọi là quá bất ngờ trong khi mà các bạn thấy là xu hướng của BTC đi xuống thì những cái đồng mà có vốn hóa nhỏ hơn sẽ dao động còn mạnh hơn và DeFi thì đã trải qua một cái thời kỳ tăng trưởng cực kỳ mạnh trong vòng 2-3 tháng qua bây giờ thì coi như thị trường này cũng nguội là một phần nhưng mà đối với Thuận, DeFi vẫn là tương lai, UFound mình vẫn là tương lai và hiện bây giờ thậm chí đối với thuận và đối với rất nhiều người thuộc cảm thấy là thị trường defi và DeFi bây giờ lại càng rất là hấp dẫn tại vì sao thứ nhất là những cái dự án này giá cả token đã rẻ hơn sau khi mà có cái sự tăng trưởng mạnh nhiều token bây giờ đã trả trở về cái mức mà nhiều người có thể là chấp nhận được và thứ nhì nữa là cái phần trăm lợi nhuận đã trở thành một cái phần trăm lợi nhuận mà có thể là hợp lý hơn Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái phần trăm lợi nhuận bây giờ hàng năm của những cái nền tảng như là nền tảng Ethereum, Tron, Curve, uh, Gen. finance hay là Uniswap Thì những cái phần trăm lợi nhuận bây giờ là từ 20 cho đến 40% trong một năm vẫn còn rất là cao khi mà chúng ta so sánh với lại cái phần trăm lợi nhuận mà trong tình hình uh, hiện bây giờ khi mà lãi suất cực kỳ thấp mà các bạn thấy là gửi tiền ngân hàng này hầu như là không có tiền lời và các bạn đầu tư thì các bạn thấy được là phần lớn chỉ được có 8 cho đến 12 phần trăm một năm mà thôi trong khi các bạn có thể tham gia vào những cái ứng dụng DeFi, yield farming mà có được lợi nhuận 20, 30 phần trăm thì là một cái lợi nhuận rất là hấp dẫn và bây giờ thị trường coi như là cũng tiếp tục phát triển và càng ngày càng hình thành hơn có thể là nói là nhiều cái giao thức đã trở thành ổn định hơn có thể là cho một cái phần tiền lời nhiều người coi như hợp lý và có thể điều điều cho nên đối với Thuận Cái thị trường DeFi này sẽ thu hút được rất nhiều người Cho nên cái phong trào DeFi nhiều bạn coi như chấm dứt Nhưng mình đối với Thuận chỉ mới là bắt đầu mà thôi Chúng ta sẽ còn thấy cái thị trường DeFi càng lớn hơn nữa Và một trong những dẫn chứng là các bạn thấy cái số tiền lóc lại cho những DeFi đã lên tới là 10 tỷ đô la Chúng ta nhìn vào ngày hôm qua đã lên tới 10 tỷ đô la Trong khi mà cái tê vài tháng chỉ có 2 tỷ mà thôi trong khi mà những cái token đi xuống thì cái số tường tiền lóc vào là tiếp tục tăng lên Và chúng ta nói thêm một số những cái đồng như là nhiều bạn thường nói tới đồng như là Uniswap đồng UNI thì nhiều bạn rất là lo lắng tại vì bây giờ Đã trả trở về là có 3 đồng mà thôi Thì bây giờ có nên bán hay là không hay là như thế nào Thì một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là thường vẫn giữ đồng Uniswap đồng UNI Tại vì Thuận rất là tin tưởng vào cái mạng lưới Uniswap này Không phải là một sớm một chiều Mà Thuận sẽ tiếp tục chung mình giá Và thậm chí các bạn thấy được là Thuận vẫn à, Cung cấp tính thanh thoảng cho Uniswap Để mà nhận được thêm nhiều đồng UNI Khi mà cung cấp tính thanh thoảng điều này Thì Thuận đã đăng một số những video Ở trên cái channel này Và các bạn thấy được là Uniswap như là Thuận đã chia sẻ Khi mà đồng này ra đời Cách đây chỉ mới có 4 tuần mà thôi Thì trong thời gian đầu cho đến ngày hôm nay Thì đồng này vẫn đang nằm ở trong cái thời kỳ gọi là price discovery có nghĩa là cái thời kỳ là định hình giá các bạn thấy được là khi một đồng mà mới ra, ra lò thì không có giá cả lịch sử nào hết cũng không có biết được là những cái nhà đầu tư suy nghĩ thế nào cho nên cho mình thấy được là giá cả sẽ dòm rất là nhiều đi từ một đô lên tới 15 đô ở trên sàn Binance rồi xuống 8 đô rồi xuống uh, 4 đô rồi lên 6 đô bây giờ là mức là 3 đô la thì khi mà các bạn suy nghĩ là một đồng mà các bạn đang giữ thì đồng này có tiếp tục nên giữ hay là không thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết là các bạn hãy cần nhìn vào cái đồng này chúng ta lấy đồng Uniswap làm ví dụ đi thì đồng Uniswap bây giờ là đứng hạng thứ 36 ở trên CoinGecko các bạn thấy được là tổng số market cap của Uniswap bây giờ chúng ta thấy được là 474,9 triệu đô la và chỉ đứng sau lưng cái dự án AV và đứng ở phía trên của dự án Yen.Finance thì đối với các bạn cái cái sự mà xếp hạng này có hợp lý hay là không nếu như mà chúng ta nói là đồng Uniswap xếp hạng gần như là ngang hàng với là yen Finance và là AV cũng là một trong những cái dự án DeFi thì các bạn nghĩ là có hợp lý hay không thì có thể nhiều bạn nói là cũng hợp lý tại vì AV và yen Finance thì cũng là những cái dự án DeFi thì Uniswap đứng cùng cũng không có gì gọi là bất hợp lý hết nhưng mà nếu các bạn nghĩ là không hợp lý là cái dự án Uniswap này thì không bằng yen Finance hay là AV hay là Binance hoặc USD hay là Ethereum Classic thì có thể đồng này có thể rất nhiều hơn. Hay nhiều bạn nhìn vào nói chúng ta nhìn vào Uniswap bao nhiêu người sử dụng một nền tảng mà rất là nhiều người yêu thích thì có thể là Uniswap không có thể nào mà so sánh ngang hàng với là AV hay là dường Finance thì chúng ta có thể thấy được là đồng Uniswap này có thể là xếp cao hơn. Đây là tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Cho nên thùng không thể nào mà đưa các bạn lời khuyên trực tiếp được. Thùng cái chị nói được là thùng nên làm gì là đồng Uniswap đang vẫn đang lưu trữ. Và thứ nhì nữa, một những điều mà khi mà các bạn thấy một đồng nào các bạn đang lưu trữ mà xuống các bạn lo lắng mà các bạn không biết là nên bán hay không thì một câu hỏi mà các bạn cần phải hỏi bản thân mình là nếu như mà bây giờ các bạn có thêm tiền mặt thì các bạn có mua vào thêm hay là không? Nếu như mà câu trả lời là không thì thực nghĩ là các bạn đã có câu trả lời rồi. Nếu như mà câu trả lời là có, tại vì sao? Tại vì nếu như mà các bạn đã thích dự án đó lúc mà cái dự án đó là 5 đô la thì khi mà dự án đó còn 2 đồng 61 cent như là Uniswap bây giờ thì các bạn đáng lý đâu là phải càng thích hơn chứ không phải là ghét hơn đây là một trong những cái suy nghĩ cá nhân mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn đương nhiên các bạn có thể áp dụng những cái cách suy nghĩ này với tất cả những đồng nào mà các bạn đang lưu trữ và cái thông tin cuối cùng Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới Ethereum thì chúng ta thấy là Ethereum cái hash rate có nghĩa là tốc độ đào đã có cái sự tăng trưởng và đạt cái đỉnh mới đây là cái thông tin được chia sẻ bởi classno ở trên twitter uh, vào ngày hôm nay thì đây cũng không phải là một điều gì gọi là quá bất ngờ tại vì sao? tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy cái phí trên mạng lưới ethereum tăng lên, những thợ đào kiếm được rất là nhiều tiền, tại vì các phong trào defi thì sao thì sẽ thu hút thêm nhiều thợ đào tham gia vào mạng lưới ethereum để mà đào để mà kiếm được lợi nhuận và càng nhiều thợ đào tham gia vào thì sao thì hash rate sẽ càng tăng lên nhưng mà cái sự ảnh hưởng đến giá cả mới là điều mình thường muốn chia sẻ. Trước hết, chúng ta nhìn vào cái sự hưởng với giá cả thì các bạn thấy được là càng có cái hash rate càng cao thì độ khó đào sẽ càng tăng lên và các bạn thấy được là độ khó đào càng tăng lên càng nhiều hash rate nghĩa là càng nhiều máy, cái quy mô hoạt động phải càng lớn hơn thì chi phí sẽ càng cao hơn và khi mà thợ đào đào ra thì họ cần bán phải có lời. Khi mà chi phí đào tăng lên thì cũng có nghĩa là họ phải chờ cho Ethereum qua một mức nào đó mới bán, nghĩa là cái mức mà lấy lại vốn của họ sẽ cao hơn sẽ khiến cho trong thời gian dài hạn sẽ có cái mức hỗ trợ giá tốt hơn tại vì thời đào khi mà giá đi xuống họ sẽ để dành không bán chỉ khi nào giá đi lên họ mới xả mới đi bán mà thôi đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và có một số bạn hỏi thường là có phải là đồng Ethereum sắp sửa không đào được hay là không thì thực ra mà nói là từ năm 2017 thường đã nghe rất nhiều lần là đừng tham gia vào đào Ethereum tại vì Ethereum sẽ chuyển qua thành hệ thống Proof of Stake như là hệ thống cổ phần sẽ không còn sử dụng hệ thống Work, hệ thống đào nữa cho nên đừng tham gia vào. Nhưng mà các bạn thấy được là 3 năm đã trôi qua, Ethereum vẫn là hệ thống đào và sẽ tiếp tục đào cho đến khi nào? Sẽ tiếp tục đào cho đến khi mà chúng ta ở giai đoạn 2 của Ethereum 2.0. Giai đoạn 0 và giai đoạn 1 thì Ethereum 2.0 vẫn sẽ tiếp tục hoạt động song song với lại Ethereum 1.0 nghĩa là cái phiên bản hiện tại. Nhưng mà độ khó đào sẽ càng ngày càng tăng lên và sẽ có một cái cơ chế gọi là difficulty bomb hay còn gọi là bơm độ khó khi mà cái cơ chế này được kích hoạt. Cái cơ chế này đã được trì hoãn nhiều lần nhưng mà nếu như mà cơ chế này được kích hoạt thì sẽ khiến cho là mạng lưới Ethereum càng càng khó đào hơn và khó đào tăng một cách rất là kinh khủng. Tại vì sao? Tại vì những cái người mà phát triển Ethereum muốn là những thời đào sẽ bỏ cuộc không đào nữa để cho có thể là chuyển qua mạng lưới Proof Stake một cách là tốt hơn. Và đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu như các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn tham gia vào những cái sàn mà được hỗ trợ trực tiếp hay là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn mà sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.